Slide into your mind so silky. Up under the town we fly. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Và video ngày hôm nay thì sẽ mở đầu chuỗi series những local brand quần áo hoặc là váy dành cho người mập, những cái người mà big size một chút, hơn những cái size bình thường là S, M, L mà những cái local brand Việt Nam hay bán. Và trong series này thì mình sẽ lựa chọn ra những brand có size hoặc là có thể may đo theo số đo của từng người một ý. Đó, để có thể cho mọi người là lựa chọn được một brand quần áo mà có những cái size phù hợp với mình. Tại vì mình biết là có rất là nhiều mẫu mã quần áo mà mọi người thích, tuy nhiên thì ở đó không có size của mình và kiểu như thế thì mình sẽ rất là hụt hẫng ấy nhé. Vậy nên là cái series này mở ra để giới thiệu thêm cho mọi người. Và trong mỗi video thì mình sẽ nói đến khoảng tầm một brand hoặc 2 đến 3 brand. Video mở đầu ngày hôm nay thì mình sẽ có một brand mà mình rất thích dạo gần đây và rất là tâm đắc. Mình đã mặc trên Insta rất nhiều, nếu mà bạn nào follow mình thì cũng biết đến rồi. Đó chính là Tiffany Studio. Đây thì là một local brand được ra mắt vào năm 2020. Và phong cách của brand thì là tươi trẻ, lãng mạn với cả thanh lịch nữa. Brand thì được sản xuất tại Việt Nam và có may theo số đo. Ngoài ra thì brand sẽ có những cái mẫu mã có sẵn là size S, M, L như là bình thường cho mọi người. Có những bạn nào mà có số đo kiểu khó mặc theo size đấy như mình ý, thì sẽ là đặt trước với brand và may đo khoảng tầm vài ngày. Mình không nhớ nữa nhưng mà mình đặt một lúc 6 cái thì sẽ mất khoảng tầm 15 ngày để hoàn thiện cả 6 cái. Còn nếu mà mọi người mua lẻ 2, 3 cái một ấy, thì mình nghĩ là sẽ nhanh hơn. Tiffany Studio thì ngoài có sự ủng hộ của người dùng trong nước ra thì mình thấy là cũng được sự ủng hộ của rất là nhiều người dùng quốc tế nữa. Và những mẫu mã ở đây thì rất là trendy, nữ tính, nói chung là rất là phù hợp với tính cách của mình. Ok, mình sẽ không nói nhiều nữa. Bây giờ thì mình sẽ review cho mọi người 6 bộ váy mà mình đã mua ở Tiffany Studio nha. Ok, ở đây đầu tiên thì mình có một mẫu mà là mẫu mà mình biết đến hãng. Tuy nhiên thì mẫu mình biết đến là mẫu màu trắng. Nhưng mà khi mà vào trong feed của brand ở trên Instagram ấy, thì mình bất ngờ là có rất nhiều kiểu chất vải khác nhau trong cùng một mẫu này. Mẫu này thì có tên là Doze. Doze, không biết mình đọc là Doze hay là Rose. Mình sẽ để cái tên ở trên màn hình. Thì cái mẫu của mình là một cái mẫu có họa tiết hoa như thế này. Mình nghĩ là mình sẽ đặt thêm một cái trắng hoặc là một cái đen nữa, tại vì thực sự luôn mình rất là thích cái dáng của chiếc váy này. Nó khách dáng rất là nhiều và mình có thể mặc được cái chiếc váy này rất là nhiều dịp khác nhau. Đặc biệt là mình rất là thích phần cổ vuông ấy, tại vì là dáng người mình khá là hợp những cái váy mà cổ vuông như thế này. Và ở phần này nó còn có độ ngực nữa, nên là khi mà mặc chiếc váy này mọi người cũng không cần phải mặc cái áo lót hay là miếng dán ngực đâu nha. Về mẫu mã thì có rất là nhiều kiểu loại hoa khác nhau hoặc là trắng đen trơn cho mọi người tham khảo rồi, nên là mọi người hãy lên trên feed của brand ấy để tìm cho mọi người một cái màu vải mà mọi người thấy phù hợp và thích nhất. Ở đây mình thấy thật rất là thích cái phần tay này nữa, nó dài ở đây thì nó có thể che được đi được cái phần bắp tay to của mình. Phần trên này mình thấy rất là thích, nó tôn eo rất là nhiều. Phần dưới này thì nó sẽ là ba tầng như này và cũng hơi xuề ra một chút, vậy nên là nhìn tổng thể cái dáng của mình rất là hách dáng khi mà bạn này. Đằng sau thì cũng sẽ có hở lưng khá nha mọi người. Chất vải bạn này thì nếu mà giặt thì mình thấy là hơi dễ nhăn một chút, vậy nên là sau khi giặt xong thì mọi người cần là nha. Ok, mình đang nói rồi thì cái thì nhớ bị hết dung lượng ấy, vậy nên là góc nó sẽ hơi khác một chút, mong mọi người thông cảm. Đôi váy ba tầng rất là xinh, độ xòe của nó khá là vừa đủ. Dòng váy này thì mình thấy là phù hợp để mặc rất là nhiều nơi khác nhau, ví dụ như là quán cà phê sang trọng một chút này, hoặc là đi uống trà chiều này, đi ăn cưới, đi những buổi hẹn hò cũng khá ok. Hoặc là mọi người có thể mặc đi Đà Lạt rất là hợp nha, hoặc là đi biển giống như mình. Mình sẽ để cái ảnh mà mình đi biển mặc cái bộ này ở trên màn hình cho mọi người xem. Nói chung thì mình thấy đây là một cái dáng váy mà mình rất là tâm đắc và chắc chắn mình sẽ mua thêm. Và mình nghĩ mình cũng sẽ không bán đi cái mẫu váy này đâu ấy. Bình thường thì mấy mẫu váy mình mua mình mặc 1-2-3 lần là mình sẽ bán đi, nhưng mà cái mẫu váy chất lượng như này thì mình nghĩ là no. Và chiếc váy thứ hai thì cũng là một chiếc váy mình rất là tâm đắc. Cái váy này mình nhận được sau này mình chưa có ảnh. Bạn này thì có tên là Dorit, dáng dài và màu B. Ngoài ra thì mình thấy là bạn này hình như là còn có cả dáng ngắn nữa luôn. Mặc chiếc váy này lên ý, mình cảm thấy kiểu mình như là một công chúa luôn ý. Rất là điệu luôn mọi người ạ. Và nhất là những cái dáng dài như này, có lẽ là mình sẽ thử xem cái dáng ngắn nó trông có ok không, hoặc là có họa tiết khác của dáng ngắn thì mình nghĩ mình sẽ mua thêm mọi người, tại vì nó rất là tôn dáng luôn. Mình mặc lên là mình kiểu bất ngờ dã man ấy. Cái chất vải của bạn này thì không biết miêu tả như nào, mình sẽ zoom lại cho mọi người nhìn kỹ nha.
cũng hơi khó nói trước đoạn này ý. Và những cái họa tiết đây thì rất là xinh, kiểu trận dáng dài như thế nhưng mà không hề bị già nha, vẫn có cái sự trẻ trung và rất là yêu. Ở cái này thì họa tiết nó sẽ có mấy cái bông bông rời ra như này, vậy nên là mọi người giặt máy giặt thì cũng để ý một chút, hoặc là có thể thì mọi người nên giặt tay hơn. Bạn này thì vẫn là một cái dáng cổ vuông mình nên là mình rất là thích. Còn ở đây thì vẫn có đệm ngực giống như cái bạn ban nãy luôn, và mọi người sẽ không cần phải mặc áo ngực bên trong. Tay thì vẫn là dạng tay dài như này, sẽ che được cái bắp tay to của mình. Mình nghĩ đây là một cái ưu điểm rất là lớn của cái dáng váy này. Ở phần thắt eo như thế này cũng khá là tương tự cái bạn ban nãy mình cho mọi người xem. Mình thấy là nếu mà mặc vừa sai của mình ấy thì nó cũng không làm lộ của bụng của mình to đâu, tại vì đến tầm dưới phần eo, tầm phần eo một tí thôi, xong rồi nó bắt đầu sẽ xuề ra ở dưới rồi. Cái váy này thì xuề rất là dài luôn ấy. Đây, xuề rất là to. Mình mặc váy này là mình thích xoay xoay luôn. Đây, bạn váy này thì có hai lớp cho mọi người. Hai lớp nhưng mà cảm tưởng rất là dày. Đây, một lớp bên trong cũng rất là xịn, chất vải mình thấy kiểu rất là xinh luôn ấy. Không thể tìm ra được điểm nào để chê. À đây có một điểm đây mọi người ạ. Cái này chắc là do đường may bị lỗi, hoặc là trong cái lúc mình mặc vào nó căng căng ấy thì ở cái phần eo này của mình nó bị hơi đứt một chút xíu vải này. Cái này thì mình sẽ khâu vào một xíu là được. Còn ở những cái phần đường may khác ấy thì mình thấy là nó cũng không có vấn đề gì cả lắm mọi người ạ. Khá là ok. Về giá tiền của từng chiếc này thì mình không nhớ lắm, nó sẽ khoảng trên dưới 1 triệu. Nói đến chiếc nào thì mình sẽ có để giá ở trên màn hình cho mọi người tham khảo luôn. Nói chung là với cái tầm giá này thì mình nghĩ đây đều là những chiếc váy rất là xứng đáng so với giá tiền đấy, tại vì nó là hàng thiết kế và nó rất là chất lượng. Đặc biệt hơn nữa là có thể vừa với mọi người, ai cũng có thể mặc được, kiểu ai cũng có thể đặt may được chiếc váy này ấy. Đấy là một cái ưu điểm rất là lớn rồi. Tiếp theo mình có ở đây thì sẽ bớt là bánh bèo công chúa so với hai chiếc đầu một chút. Bạn này thì có tên là Madison Bob. Bạn này thì sẽ thiên về kiểu học sinh một chút, kiểu trẻ trung hơn hai chiếc đầm ban nãy. Đầu tiên thì mình sẽ có một chiếc áo như thế này. Chiếc áo này rất là đẹp và có cái chất vải mình thấy rất là thích ý. Mặc dù là giặt xong thì mình thấy là nó cũng không hề bị kiểu có vấn đề gì khác so với lúc mới đầu mà chưa giặt cả. Phần tay này cũng rất là đẹp nha mọi người. Ở phần cổ tay thì mình sẽ làm nó vế lại như này và có hai cái cúc ở đây. Còn suốt cái cánh tay nữa, gọi là phần cánh tay này thì nó sẽ phồng ra nên là trông nó yêu hơn rất là nhiều. Ở phần cổ thì sẽ may hơi bèo bèo như này, rất là xinh luôn. Chắc là sơ mi rất là dày dặn. Sang chiếc váy thì đây, chiếc yếm như này. Chiếc yếm này rất là tôn dáng luôn, tại vì là nó cắt đúng ở cái phần eo của mình mọi người. Nó sẽ khá là rộng ở bên trên nên là mình rất là thích những chiếc yếm mà kiểu dáng như này. Ở phần dưới sẽ hơi xòe một chút. Và chất của chiếc yếm này thì là chất nhung tăm nha mọi người. Chất này thì mình cũng có một chiếc yếm khá là giống như này, nhưng mà chất không được đẹp như này đâu. Và cái chiếc yếm này vì là chất nhung tăm nên là quay lên cho mọi người sẽ có những lúc mà nó kiểu hơi phản ánh sáng lại. Nhưng ở ngoài thì nhìn đẹp hơn rất là nhiều so với trên hình. Mình thấy chiếc váy nào mình mặc ở ngoài trông cũng đẹp hơn trên hình ấy. Lên hình thì nó sẽ bị bớt cái đẹp đi một chút xíu. Ok, và mình cảm thấy đường may của cái chiếc này cũng không có vấn đề gì nhiều đâu, khá là ok. Và độ dài độ ngắn rất là vừa đủ. Tuy nhiên có một điểm là mình thấy cái cúc bấm này nó không được chắc cho lắm, nhất là bạn nào mà mặc kiểu hơi kiểu vừa quá như mình ấy, là mình thấy là hoạt động một chút là nó hơi dễ bị bung. Cái cúc này nó chưa được chắc cho lắm, mong là Tiffany có thể xem lại cái điểm này, chọn một cái cúc nó chắc chắn hơn. Và mình thấy là chỉ có mỗi một bên này dễ bị bung nhá, còn bên này thì lại khó búng hơn một chút. Đó, vậy nên là cái này thì mình nghĩ là chắc là cần test kỹ hơn. Hai bên mà đi chơi lúc nào cũng búng toàn cái bên này. Còn lại thì mình thấy set đồ này gần như không có điểm gì để cho mình chê cả, rất là hack dáng, rất là phù hợp với dáng người của mình, hoặc là dáng người nào mình nghĩ là cũng sẽ hợp với set đồ này ấy. Chung rất là trẻ trung và mặc lên thì tưởng tượng như mình đang đi học ấy, là học sinh cấp 2, cấp 3 mọi người. Theo thì sẽ hơi đứng hơn một chút, hơi ma mị hơn một chút, không ma mị lắm. Bạn này thì có tên là Lindsay Dress và màu mình chọn thì là màu đen. Bạn này thì mình thấy là có cả màu trắng nữa, với cả màu hình màu xanh với cả màu hồng nữa luôn, khá là đa dạng màu cho mọi người lựa chọn. Điểm đầu tiên mình ấn tượng ở bạn này đó chính là chất vải. Lúc đầu sốc về cái hình ấy thì mình không ấn tượng lắm, tuy nhiên thì khi mà mình sờ cái chất vải này mình rất là thích. Chất vải sẽ kiểu hơi kiểu mấy áo sơ mi nhá, tuy nhiên lại hơi cứng nhưng mà sờ vào nó lại nó kiểu mỏng hơi cứng nhẹ, không biết miêu tả làm sao nhỉ. Chất vải nó kiểu hơi cứng nhưng mà nó lại mỏng ấy, nhưng mà lại là mỏng xịn ấy, vậy nên là mình thấy là rất là ok. Bạn này thì mình nghĩ giặt xong nó cũng sẽ không bị nhăn quá nhiều đâu, và mặc lên thì rất là đúng cái form luôn. Cái phần cổ áo này thì cũng là một cái điểm mà mình rất là thích, tại vì nó vẫn là dạng
vuông như này, nhưng mà nó sẽ hơi chéo chéo lên đây một chút. Khi mà mình mặc thì mọi người sẽ rõ cái sự mình miêu tả hơn. Ở phần cổ áo thì sẽ còn đấy, may thêm một cái đường ren đây, rất là điệu. Và bạn trợ lý của mình bảo thì đây là giống kiểu Lolita, thấy giống lắm. Ở giữa bạn này thì nó sẽ may kiểu nhún eo lên một chút, nên là có thể là sẽ đỡ được cái khuyết điểm bụng mỡ của chúng mình. Bạn này thì cũng không phải là một cái dáng là quá xòe, nhưng mà vẫn có độ xòe nha mọi người. Vậy nên là nhìn vẫn tôn dáng, và khi mà mặc vừa vặn với người ấy thì trông hách dáng hơn rất là nhiều. Có một cái nhược điểm mình không thích lắm ở bạn này, đó chính là cái phần tay hơi ngắn ấy, nên là chưa che được cái phần bắp tay to của mình. Mình sẽ thích cái bạn này nó dài hơn một chút. Tuy nhiên thì cái bạn này khá là hợp với dáng tay ngắn như này. Vậy nên là bạn nào mà không có bắp tay to thì mặc cái này mình nghĩ còn đẹp hơn rất là nhiều. Chất liệu vải rất là đẹp, rồi không có gì để chê trách. Và đường kim mũi chỉ may của bạn này thì cũng như vậy luôn, không có điểm gì để chê cả mọi người ạ. Ở đằng sau lưng thì sẽ là kín hết hoàn toàn nha mọi người. Bạn này không có đệm ngực, tuy nhiên thì ở cái phần chỗ phần ngực trên áo này thì sẽ có hai lớp như này đó. Vậy nên là mình thấy là cũng không cần thiết phải mặc áo ngực, khi mặc chiếc váy này cũng được. Nếu mà mọi người muốn của mình to hơn thì hãy là mặc độ lên, còn không thì mình thích cái style kiểu bé khi mà mặc chiếc váy này. Vậy nên là mình sẽ không mặc áo ngực hay là không cần phải dán ngực khi mặc cái này, tại vì là chất vải của nó đủ dày để che đi rồi đó. Giờ mình mới xem lại, lúc nãy mình đọc cái tên set đen kia bị sai mọi người ạ. Đây mới là My Decent Dress. Đây là một chiếc váy dáng baby doll. Lúc đầu mình hơi suy nghĩ về chiếc váy baby doll này, tại vì sợ mặc lên giống váy bầu ý. Tuy nhiên khi mà nhận được hàng xong rồi mặc lên thì mình thấy rất là ưng. Đây, cái dáng váy này kiểu nó không, nó kiểu rất là trẻ trung và cũng mặc được nhiều dịp, đi cà phê, đi biển hoặc là đi Đà Lạt, hoặc là bạn này thì mình có thể mặc đi học được luôn. Kiểu nó trẻ trung và nó cũng không đến nỗi kiểu có gì là quá là over quá ấy. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì bạn này cũng có mấy màu, màu đen hay là màu tím than nữa, và cái size dài hơn đấy, nếu mà mình nhớ không nhầm. Nhưng mà mình nghĩ là dáng váy ngắn như này sẽ hợp lý hơn. Bạn này thì có một nhược điểm, đó chính là giặt xong thì vải rất là nhăn và rất là khó để có thể là lại thẳng như lúc đầu ấy mọi người ạ. Tuy nhiên thì có một ưu điểm là chất vải rất là mềm, rất mềm luôn, nên mặc rất là dễ chịu vào mùa hè này. Tuy nhiên vì cái chất vải nó mềm như vậy, nó mỏng như vậy ấy, vậy nên là bạn này nhìn vào trong ấy, kiểu khi mà mọi người mặc nội y màu đen ấy thì cũng có thể là bị nhìn xuyên thấu. Vậy nên là khi mà mặc chiếc váy này thì mọi người nên chọn nội y bên trong là màu da hoặc là màu trắng nha. Còn lại thì mình thấy chiếc váy này may kiểu bánh bèo dễ thương, cũng không có nhược điểm gì cả. Về phần khóa kéo các thứ cũng ok. Ở phần dưới bạn này thì cũng kiểu xòe theo tầng tầng như này rất là xinh. Mà mình mặc cái váy này mình chỉ thích quay thôi á. Đối với váy này ấy, thì mình cũng không khuyến khích mọi người mặc kiểu nâng ngực cho lắm, tại vì khi mà mọi người mặc có cái mút ngực nó to lên ấy thì sẽ khiến cho cái váy thấy là trông bị béo hơn rất là nhiều khi mà mặc. Vậy nên là mình khuyến khích mọi người là nên dán ngực hoặc là mặc một chiếc bra mỏng mà không có mút nha. Và ở đây thì mình có set đồ cuối cùng rồi. Và đây là một set đồ siêu hot của hãng luôn. Và mình nghĩ là các bạn ở đây xem thì cũng đã biết kiểu ít nhất là một lần nhìn thấy hình của set đồ này. Chân bạn này thì có tên là Caroline. Cái style của bạn này thì mình nhớ ngay đến Jennie của Blackpink mọi người ạ. Cái set này kiểu khá là Chanel và khá là sang chảnh, nhưng mà vẫn có một cái gì đấy rất là đáng yêu, nhất là cái tông màu hồng này mọi người ạ. Chất vải bạn này thì sẽ là kiểu len len ý mọi người, len lông lông như này này đó. Mặc dù là vào mùa hè nhưng mà lại làm cái chất vải này, nhưng mà cái chất vải này ấy mình khiến cái bộ này trông đẹp hơn rất là nhiều. Và mình thấy thì mặc cũng không bị nóng lắm, tại vì bên trong thì nó cũng không có lông, bên trong như này đó, ở ngoài thì mình có lông thôi. Bạn này thì không phải là một bạn mà mình nghĩ là sẽ hách dáng như vài bạn trước mà mình đã nói, nhưng mà là một cái bộ mà mình rất thích, nên là mình nhất định phải mua cho bằng được luôn. Nếu mà mình có giảm được cân thì mình nghĩ là mình sẽ mặc nó đẹp hơn. Về phần cúc áo thứ làm rất là sang luôn mọi người ạ. Đây là phần quần dơ lên cho mọi người xem một chút. Nói chung là làm rất là đơn giản thôi, nhưng mà có những cái điểm nhấn vừa đủ, rất là xinh. Váy màu hồng và phần cúc thì sẽ là màu vàng, sự kết hợp rất là hợp lý. Chất vải này thì quá xịn, không có gì để nói. Váy bạn này thì sẽ không có quần ở bên trong nha, và độ co giãn của nó thì rất là ok, co giãn vừa đủ cho mọi người. Và bạn này thì cũng không có khóa, mặc rất là dễ chịu, độ dài vừa đủ. Nói chung là với bạn này thì mình không có điểm trừ gì cả, kể cả sau khi giặt xong thì bạn ấy vẫn y nguyên như này, không có gì thay đổi cả. Nên là rất là thích cái set này, và cực kỳ khuyên các bạn nữ mà theo cái style này thì nên thử cái set đầu này của nhà Tiffany Studio nha. Ok,
đã giới thiệu cho mọi người xong 6 set đồ mà mình đã mua ở Tiffany Studio lần này. Và tất cả những set đồ này thì mình đều đặt may theo số đo của mình. Vậy nên là những bạn nào mà có size big size giống như mình ý thì có thể liên hệ với Tiffany Studio để có thể tham khảo những cái mẫu này. Và mình sẽ để link của hãng ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Và hy vọng là series này của mình thì sẽ giúp cho bạn nào mà có dáng người giống như mình tìm được những mẫu váy này hoặc là những set đồ ưng ý. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Đừng quên follow mình ở trên Instagram để xem những cái cập nhật hàng ngày mới nhất của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.